sáng sớm. Sợ mới tụi em sửa xe đạp mà đưa vô này không. Còn xe gùa, xe đi bóng được không? Chán với tài, bởi anh luôn. Nghe không? Hả? Tao đẩy mày đem đi về luôn. Sửa gì đó ta? Đi ngủ, mở tài. Khách vô cỏ. Cậu mới mở đem đi xe là dẹp nó tí à. Ờ, xe phát. Nói không trẻ hoàng nào hả? Nghe cốt mới mở cho mình xe tôi lại tôi ủng hộ rồi. Ủng hộ rồi, phải phá điện rồi. Rồi tôi lấy xe lại tôi ủng hộ cốt mẹ, xe ông thắng rồi nè. Bây giờ như cái tông gì đó. Phá con banh nó tiệm luôn rồi. Rồi tôi nhiều rồi cốt. Đó là mấy hội. Rồi. Đâu một rồi. Rồi chưa có gì nữa. Rồi tôi ủng cốt chứ tôi lại thăm cốt mà cũng khó khăn quá. Đỡ gì đâu. Ông thắng nè. Tại đó rồi sửa xe cốt cốt ơi. Bây giờ đợi cốt cốt xe tôi cốt ơi cốt. Hàng thắng cốt ơi. Đợi cốt. Đợi cái lộn cốt. Để tôi lấy đồ này cái cốt ơi. Cốt thấy cái búa được không cốt? Mẹ cái búa nè. Đây hả? Búa làm gì vậy không đổi chứ. Trời ơi. Trời gửi xíu mà nó chửi quá. Lỗi con là sao ghé con ơi. Thằng bà bên đâu không? Anh về hư đâu không? Xe tao thân cho mày. Sáng giờ lưu quá quên sửa xe cho chị về. Ờ xe của tao mày không sợ á. Tại sáng giờ lưu quá. Sáng giờ tao gọi mày sáng giờ mày này giỡn tao hả? Để tôi vô lấy vậy. Để tôi lấy vậy. Sửa xe sáng giờ. Chưa xong mày. Mày lẽ ra đây ơi. Chị rồi chị ơi. Chị ơi, ai da. Đau quá. Rồi tôi dắt ra đây kia. Mày luôn mày. Trời ơi, sáng đến kia giờ gặp bà này chắc chết luôn quá. Mày đâu rồi? Tụi em đi lấy xe chị ơi. Chị em đâu rồi? Thằng này đồ á chị. Rồi. Ê, xe tao để đâu đó mày? Quá tôi quên đẩy xe chị xuống đây luôn. Nhỏ mặt đó hả? Vào không? Bây giờ chưa em chửi đâu mà dám chửi đâu hả? Quýnh lạ không? Quên. Trời ơi. Lạ không? Chưa chụp tao. Từ từ. Xe mình gì mà nó đâu xe nở đồng nào. Nó không sửa thiệt. Thằng chuyển xe này ủa xe mốt đi dở tiệm mày đó. Mày về đây nữa đi. Xe này nó không sửa rồi đem lại cho sửa. Nhìn xe mất ghét bỏ mày ra đi. Dở tiếp. Mấy hàng như hôm qua nữa không ta. Gặp nơi chắc dẻ mốt dẹp tiệm luôn quá. Hôm nay buộc xe đâu có giá với trời. Tính gì đâu không? Lỗ nhiều quá. Tài gì tới nữa tài. Tới nữa rồi. Ồ, từ cái xe gì mà cái bảng hiệu nổng đất nghe anh trai. Thôi hôm qua mấy gặp mấy hàng mấy đâu gì? Không? Coi những xe tôi coi sao nó gà khó ít quá. Tôi muốn gà khó nhiều hơn nữa. Để gà coi thử nè. Nè ông coi nè. Có không? Xe vậy mà nhiều khó gì? Thôi quá rồi khó mà. Giờ muốn làm khó nữa được không? Được. Đâu làm ơi. Nó lớn xe chạy nước. Trời ơi xe xe kì vậy. Lại xe tôi kiếm đồ cái. Kiếm cái gì? Kiếm đồ để nhớt vô hiếm sao rồi. Để nhớt vô xe tao, không cần để nhớt, hiểu không? Mày sửa được không? Được. Không tin tôi đi.
Đâu mất tiêu rồi nè. Làm gì vậy? Đang kiếm đồ chăm nhất vô cho ông. Nè đây nè, có chăm ơi. Ông đạp nó đi. Đạp đồ đạp điên quá. Rồi chứ vô coi nó nhiều khó không nha. Ai ở đây nè. Cái gì? Tao sạch nhá, tùm lum hết tao luôn rồi. Gặp khách nữa rồi. Khách gì? Bộ sáng giờ ế lắm hả vậy? Gán sữa đi tao bo cho vài xị xài. Chế nhớ kêu gì mày? Rồi đó, tao không đạp thử rồi. Xe tao chạy. Con em nè ơi. Cho mày luôn á. Tại tới nữa hả? Em ơi ơi. Em thấy quá chiếc xe không rồi. Mới làm cặp bô xăng lửa chạy nó phê thiệt. Thôi đi lẹ lẹ ông nội ơi, thôi tụi bây giờ tẹt tay thôi gần nè. Ai chịu nổi nữa.